Con một tay mà phải dày nè. Dạ, không? Thử. Biết ăn không? Cái này là chín chứ không phải là đồ sống. Đúng rồi. Ờ, sashimi mà. Cho nên đừng có sợ. Để thử coi, để thử. Coi lấy cái này con thầy thử coi nó vừa không. Thử gì vậy? Thầy thử luôn. Chín chưa? Ăn có được. Thầy ha, sao mày? Đó, nó nói chả ghiền lắm ơi. Năm nay đã tái luôn rồi, chín rồi. Thôi đừng có ăn, mẹ ăn nhiều quá. Chín rồi thầy. Vừa cá chưa được rồi. Thôi cá. Rồi. Ngày cuối mớm, con lạnh nó mớm, con không ăn không? Ngày mớm. Lâu chút rồi. Món ngọt đúng không? Món ngọt đúng không? Được ăn, mà dành ăn với em luôn anh. Đó, giờ con đây, thầy nói là của em làm cho ăn được luôn. Em ăn không? Không biết ăn mà coi chi. Không ăn mà ngon mà. Ngon. Trời món nó ngon mùa tạt nó xinh. Cũng nó mang lên mà. Chứ không của em đâu. Trời ơi, con nhỏ này biết ý ăn luôn. Ở đây không ai biết ăn cuộc là cao thủ không. Nó mang lên mà. Như đủ. Nhưng mà ăn không? Dạ không, con không ăn. Ủa, chút là tái trắng vậy nè. Đâu ăn sống đâu đúng không? Thơm ngọt ngọt luôn. Tha chậm mà. Bỏ trái ra để vô là coi nó dính liền. Anh Lâm ăn không? Má là con em á. Con anh mới mình vô tới bàn nhậu mình chơi đi. Mai gì bên đi xe ông đa. Mình xuống ruộng được. Mà ngon anh. Ngon hả? Nằm cái mù tạt ngon đúng không? Thầy ơi, bữa đó. Dạ, con ăn nè. Hai con nha. Bữa nào con đi hai con rồi đó. Con nào đâu? Thôi chị cho anh đi. Chưa ăn con nào á, con chưa ăn nào đó. Để thử con. Thử con thử. Cái gì xui rồi. Nói như sợ mất phần á. Cậu chưa ăn con nào, giờ cậu mới ăn nè. Ừ. Nãy giờ cậu lo một tiền không này nọ. Không về nè. Mẹ, trả rừng la, nhà tôi dưới là cái lò heo, nó hư khúc nào tôi kinh lên, tôi loay không đó. Sợ, biết hồi chưa đi kỳ xuống cái lò heo. Rồi, biết một tháng không đi bằng cũng lại không? Ngon lắm hết trơn, con nhớ lời ngon lắm không con? Thở không? Lươi con ăn. Không, thở những kia ăn con đó không? Dạ, nữa. Nữa thôi. Ngon quá. Cậu làm cái mù tạt ngon đúng không? Con thấy không? Trắng rồi. Ăn con không? Có cái chín gì đó. Ngâm lâu luôn. Giờ đủ ngọt rồi. Thử lại con đi. Con thấy không? Thử. Mai đi ông ra. Ăn nữa không? Thôi chị biết ăn. Ăn vô sạch tới não. Không quá. Thảo Thảo. Mời. Để mà anh lấy con thấy không? Đi là đi ông ra. Chảo nền ghé không được. Tại vì ruộng ghé không được. Hỏi ổng coi. Ê, chưa chích thì ngâm được cái chín rồi. Con này đâu nè. Không nhận ngon thiệt. Không có ngon. Ngon là nhờ cái chén này. Không phải chúng nè. Chúng mấy con này. Mấy con này. Mấy con, một con hai con. Rồi này còn con này cho con này. Còn con của thầy cũng hai con nè. Con này con thứ hai. Con này con thứ hai. Con này nha, anh có hai con rồi. Con này hai con. Hai con rồi, anh mới con à. Đúng không? Mình mới có con. Bây giờ con cái con thứ hai nè. Mày chung mấy con à. Con thứ hai. Con hai. Con hai con không con? Hai con phải không? Anh Bình cũng hai con, anh Bình cũng hai con, có mình con, có con. Giờ con này cũng con. Coi bới rồi nó nèo nó. Má lên nó bơi. Nó bơi nó muốn tiêu. Nãy giờ chơi tùm lum la lên, nó bơi hết trơn luôn. Cái tôi coi. Không nhận ngon. Ngon mà. Thôi mới biết. Ôi, là mình mới ăn là đi mà. Mình mới ăn đi ăn hay chứ không ăn là sạch chết. Nhưng mà có cái này nè. Con lần tôi tắm Vũng Tàu là con hào bám cái đá. Tôi cạy ra tôi dắt. Ủa đây là con ốc gì đó. Dắt chành với em. Con hào bám đá. Rồi rồi. Còn cái này là mới làm. Ngày mới đi Vũng Tàu muốn ghé đâu ghé. Xuống bụi nào làm cũng được. Thảo đừng lo. Còn ghé khách sạn với xe. Đâu ở cái ruộng mới thổi. Ai chơi không? Ai chơi lên thôi. Cái một đàn đó là ghé bụi nào cũng được. Hãy đau bụng chỗ nào ghé chỗ đó. Vậy là phải đem theo. Phải là ngon rồi. Cày lết dưới đất. Nó xong lên nó lạ luôn. Cậu thích mù tạt nha. Ăn nó xăng không? Cái này nó lại cá hồi.
Cái người cũng ngon. Con lên trên chỉnh không thấy dấu trên chỉnh á. Trời ơi, thấy dấu cũng tiêu luôn, đem cái ăn chi. Dấu hỏi tính đem con đem bỏ ngăn đá mai nấu canh rồi đó. Em đi chi. Hồi đó mà lặng lẽ đem đi cắt các cũng nhớ được. Tính là thầy trò tính lại nhậu rồi, nhậu đêm thầy trò lúc nào cũng nhậu tôm á. Nè, đi lên soạn bài vở thôi. Tôi nói tới con lần rồi. Hai thằng con nào chơi lăn để cho người lớn nhậu đi. Ăn hết ốc trơn rồi, hai đứa kêu ốc lên nhậu với bộ hai đứa dành ăn hết luôn. Ngon là ngon cái chén này này chứ phải ngon con tôm. Ăn hết chưa? Chén này ví dụ nãy giờ mình đang nhậu ăn uống đồ ngọt luôn, tự nhiên nó vô cái nó lên cái đầu luôn, nó xả xuống nó ngọt. Em gọi cho nửa cái cá hồi em. Thôi. Tại như trong tủ lạnh có. Thôi giờ cái này tôi với anh Trung. Em đâu uống ở đâu để uống ngay muốn ngay mà. Hồi trước đi về đó chở con nữa nữa, còn chở con gái nữa. Về nữa. Không nói được nha đâu, nó sẽ là đại động nha. Bình tĩnh. Có nửa đeo mà, có nửa đeo mà. Đã tôi biết. Rồi rồi. Đâu có đây nè, hành động. Tôi đứng 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 mà. Hành động ở chỗ ông Hà đó. Đi hành động đi chung về chung với Nghĩa luôn, đi đường hành động Nghĩa nó về. Không cho nó đi chung thôi, đi chung với anh Sâm Tai là dễ bị dịnh lắm. Để đi vô thì nó cận ít để cho nó ăn to. Đâu, dễ chở kia mà. Dễ chở với nhau kia thì Trung chạy tới đồng cháu. Trong Nghĩa trong nồng độ cồn không cháu. Nghĩa này ở đâu? Dạ. Hẹn hẹn một lần gặp lại nữa. Uống rồi chứ. Dạ uống. Cổng trắng này hình đó. Mốt là về Bến Tre chả mình theo. Dễ dàng quá. Thôi anh. Nhưng mà cái đọc đi mà giúp nước mấy giúp Bến Tre này. Này không đi. Ở đây. Có này đi này. Cái nước mà. Cho mắm con chả biết mắm gì. Có chai lò đây nhiều lắm mấy học sinh nhớ. Con biết mắm gì nữa. Quy Nhơn, đặc sản Quy Nhơn. Không biết ăn cái gì vậy? Con đó con gì? Không? Con cái con đó nhỏ. Con cái à? Sản Quy Nhơn á. Không phải con Quy Nhơn nè. Này này Quy Nhơn không phải. Con hến. Mà hến hả? Hến á. Này ăn gì? Hến là mắm. Hến này là như cuốn đặc sản á. Cho thêm thịt hến nữa không biết gì. Hến là gì? Ăn lên nó rồi đi cho không hỏi. Rồi. Nó còn đang học thì mà. Bà già gỡ vô cái mạng đi. Rồi hỏi gì? Không? Không, tao đâu biết. Cái này biết làm gì không? Rắc thính vô. Rồi thịt ba chỉ á, mình xắt lát nó mỏng. Rồi cặp với rau sống với dưa. Như thế chấm cái này đúng không? Chấm rồi chấm này. Con hến quý lắm. Nó hơi chua. Hơi chua rồi. Ăn với thịt ba rọi á. Nó mới lên học không rồi nó ông già đi đường vòng đi cái sao. Tại mình ở đây. Bạn ở đây mình ở miền Nam mình không biết. Mấy người đó là tâm hồn lên. Nó có sáu con cá, con cá bự như này, cá cái biển á mà ông đó. Ba nó nuôi tôm. Mình câu ông nuôi đó. Mình đây có món chả. Rồi biếu. Món chả nhỏ như hủi rồi lại ông bắt xe từ ở ngoài Phú Yên á. Vô tới đây ông gọi mình. Mắm chả ăn như con hủi là tôi là cũng là thầy rồi, cho nên tôi biết tôi phải vô chào thầy. Mình ở đây là mắm chạm vô chạm nước rồi ông bưng thêm một tấm đồ nữa. Cái lúc mà tắt đìa rồi ông ăn cái đầu mà cái chặt rồi là mắm á. Ông cho ba con tôm hồng bự là mình hết cho ba con tôm hồng đó là chờ cho con đi con. Để cho bà già về ăn cái đã, mình thấy ăn. Để cho bà nội về ăn. Ông con hả? Chưa vừa nữa. Uống tỉnh tỉnh nha. Đã. Mình đây nói uống vừa mà chưa vừa mà. Với miền Tây nó có một điều hay vậy nè. Như riêng với miền Tây nó cũng hay vậy nè. Cứ cho nó uống đi, uống nhiều vô. Sao mày ăn như vậy? Sao mày ra? Bây giờ anh chuyển uống là sai rồi. Sao mày ra đây? Uống này nè. Cho nó uống nhiều đi, con nó nói gì. Đừng. Hồi nãy là nó nói xấu em rồi. Em uống nó uống nhiều đi, con nó nói em nữa không? Đừng hợp lại. Đi đâu á? Mở cửa cho, con đi ra. Sao mày ra được? Chắc được. Đừng kêu đi mua đó. 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 Đừng kê
Ba không có tiền mấy nay ba đâu có khách đâu. Cho nhiêu sạn nhiêu. Nó ngồi chật máy rồi nãy giờ là thấy. Rồi rồi. Nó có tiền nè. Nó cần đủ 2 tô mà. Mần 1 tháng á. Mần 1 tháng á nè còn thêm 10 ngàn luôn. Mần 1 tháng á trả 10 triệu. Ngày á hả? À, 1 ngày. Ngày cho mấy trăm mấy trăm không á. Ngày nào cũng cho đi. Trời nào mà có vợ cho ta hay cái. Cho lúc mà, tới. Hai mẹ không đồng ý cũng vậy à. Tao hay tao lên à. Tao đồng ý thì mới đi. Còn nó quen ai là chuyện của nó. Nó quen ai thì là chuyện nó. Còn nếu mà nó lấy vợ là phải quen. Đâu rồi. Mình lựa con dâu rồi sau này mình già nó còn chăm sóc mình chứ đâu phải lựa con dâu. Sau này mình phải chăm sóc con dâu. Nếu mà nó thương cha thương mẹ đó thì nó mới lựa được con nhỏ nào về nó biết cha mẹ mình, chăm sóc cha mẹ mình. Còn nếu không thương cha mẹ thì nó cứ sống theo tụi nó cũng quen ai nó quen đó. Nó nào mà nó cấm. Đâu đúng không? Nó mà nó thương cha mẹ thì nó quen con nhỏ nó phải dạy nhỏ nó về chăm sóc ba mẹ anh cái này nọ. Nó mới gọi là khôn. Còn nó không khôn thì kén chịu với cái số phận của nó thôi. Chứ còn chị mà khi nào lấy vợ rồi em là người đi gửi thiệt cho anh chứ đâu phải nói gửi thiệt không đúng không, em là người lớn em sẽ mời chị gửi thiệt cho anh. Còn nó là chỉ có đám cưới thôi, nhưng mà trước khi đám cưới này con dâu mình á. Ờ má mới nói cho nó nghe chứ gửi thiệt luôn chết. Nó muốn tự lập, nó muốn tự lập thì nó muốn nghe chắc rồi, nó muốn tự lập nó muốn nghe.